Đây chào anh em nha. Bữa nay mình quay con xì bo full loại 1. Xì bo full loại 1 40 triệu nha anh em. Chiếc này là xe khách chạy nước. 38 năm. Nước 200 cây vừa hết lô đai anh em nha, chưa hết lô đai nữa. Xe càng đẹp. Xe này bên mình làm nha. Full loại 1 thì anh em khỏi chê rồi. Chạy 300 cây, 200 cây trong giờ cái máy nó nhẹ tay như dinh luôn nha em. Giá mình bán con này là 38 năm. Anh em là mua xe thì có liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình 0977896908. Mua bán xem xe trực tiếp thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Xe lướt nha, xe mới của mình bên mình cũng có luôn nha anh em, 40 nha. Xe full là 1. 99 2000 xe chia lúc nào có sẵn cho anh em ghé lựa nha anh em. Rồi, chào anh em.